chương 693. Cao tầng, hài hòa. Nguồn. Mê truyện audio com Thu được bảo châu lý khắc, hắn thực lực đạt đến một cái đỉnh phong, căn bản không phải đám người có thể ngăn cản. Liên tục chém giết mấy người về sau, sinh ra vô cùng cường đại uy hiếp, dọa đến đám người nhau nhau lui lại. Sau đó mấy năm, Lý Khắc đều đang yên lặng hấp thu kỳ lân huyết dịch, lĩnh hội Bảo Châu, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện quấy rầy. Xoa. Một ngày này, hoang cổ bí cảnh không trung xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Cái này, chính là bí cảnh lối ra. Hoang cổ lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 694 Sinh mệnh khí tức, biến khéo thành vùng. Nguồn Mê truyện audio com Nguyên bản, Khải Lâm còn có chút bận tâm cùng Hồ Điềm, Hoàng Linh, Hạ Băng, Hạ Tuyết các nàng gặp mặt. Lúc này, cả trái tim thì là triệt để buông ra. Nhẹ nhõm, vui sướng đây quả thực so với lúc trước sinh mệnh thần điện sinh hoạt, còn muốn ấm áp. Thời gian kế tiếp, Lâm Phàm, Khải Lâm, Hồ Điềm, Tô Ninh Tĩnh, Hạ Băng, Hạ Tuyết đám người, tất cả đều cùng một chỗ sinh hoạt, trong không khí đều phản phất tràn đầy hạnh phúc hương vị. Đảo mắt, đi qua 5 năm. Một ngày này, Hoàng Linh hồi lâu không lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 695 Không mưu mà hợp, lại phải làm ba ba. Nguồn Mê truyện audio.com một viên phổ thông tin cầu bên trên Thân mặt trường bào đào tìm chính uống vào rượu ngon, hư phát từ khúc, vô cùng thảnh thơi Lúc này, một đạo lưu quan tụ hợp vào trong cơ thể hắn Sau một khắc Cả người hắn ngây ngẩn cả người Bởi vì, đạo lưu quan này chính là rất nhiều phân thân tập hợp mà đến tin tức Từ trong tin tức, hắn biết Phật giới cùng yêu giới tình hình chiến đấu Cùng công bố Phật Thánh Vương xá lợi cùng yêu Thánh Vương chi tâm tình huống Phải biết, Phật Thánh Vương lốt điên, đang tải thêm nội dung nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 696. Lâm Thường Nhạc, Lâm KK Nguồn: Mê truyện audio.com. Hô. Lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, trong nháy mắt đen toàn bộ địa cầu trở nên đen kịt một màu. Oanh long long. Kinh khủng lôi điện, phát ra thanh âm điếc tai nhức ốc cũng phản phất đem cả mảnh trời không kéo ra vô số khe rảnh dữ tận, kinh khủng. Cùng phong hô hấp, nhánh cây lay động. Oanh. Sau một khắc, toàn bộ thế giới vang lên càng tăng mạnh hơn hoành lôi đình, khiến cho địa cầu đều phản phất đi theo chấn động lên. Chói mắt thiểm điện, đem địa cầu chiếu rọi một lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 697 Không xứng, cảm ngộ Nguồn Mê truyện audio com Sau đó một đoạn thời gian, khắc tâm lấy báo ân vì lý do, một mực đi theo lâm thành chân bên người. Thời gian dần trôi qua, tình cảm của bọn hắn không ngừng ấm lên, bắt đầu dắt tay, trở thành chân chính người yêu. Bọn hắn cùng một chỗ làm tất cả người yêu Việt. Một ngày 24 giờ, cơ hồ tự không xa rời nhau, vô cùng hạnh phúc. Lâm Thành Chân rốt cục cảm nhận được yêu đương tư vị, là như vậy ngọt ngào. Lúc này, hắc ám vũ trụ, được vinh dự bên trong tâm cung điện Nguyên Nga công trình lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 698 Thời đại biến hóa, nhìn quen mắt. Nguồn Mê truyện audio.com Bây giờ địa cầu, cùng lâm phàm trong trí nhớ có rất nhiều biến hóa rất có đánh vào thị giác nhà chọc trời cận tồn tại điện ảnh anim bên trong phi hành mô cùng các loại hoạt quanh thân tràn ngập hỏa diễm có lẽ có lấy băng hệ áo giáp có lẽ có cánh người bọn hắn nhau nhau tại trên đường cái tự do hành tẩu loại cảm giác này đơn giản tự như là đi tới thế giới trò chơi đồng dạng ban sơ thời điểm lâm phàm còn có chút hiếu kỳ trải qua một chút giao lưu về sau hắn mới biết được lốt điên đang tải thêm nội dung nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 699 Chứng kiến hết thảy, đến hắc ám vũ trụ. Nguồn Mê truyện audio com Sau một khắc, Lâm Phàm xuất hiện ở một tòa mềm miên miên thế giới bên trong. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, trong không khí, tràn ngập ngọt ngào hương vị. Lâm Phạm dương mắt hướng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi này cây cối, phòng, sông núi. Vậy mà tất cả đều là bánh kẹo kiến tạo mà thành. Cái này lại là một cái từ bánh kẹo tạo thành thế giới. Ô! Lúc này, một cổ như là Thomas xe lửa, phát ra tiếng oanh minh, từ đằng xa lái tới. Mặt trên còn có một đám thân hình thấp bé lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 700 Tìm tới Lâm Thành Chân, tiến về Nguồn Mê truyện audio com Lâm Phạm hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi. Khô héo cây cối, vặn vẹo trường xà, phi thường hoang vu, suy bại đón lấy, hắn bắt đầu đối Lâm Thành Chân sử dụng linh hồn câu thông. Trở thành sự thật. Qua một hồi lâu, mới xuất hiện có chút khàn khàn đáp lại. Cha. Lâm Phàm nghe được thanh âm của hắn về sau, đầu tiên là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, trong lòng lại là tê rần. Nhi tử đến tột cùng là kinh lịch sự tình gì, thanh âm càng như thế rã rời, thậm chí, mơ hồ trong đó còn có một lúc điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 701 Kinh ngạc, không xứng Nguồn: Mê truyện audio.com Đại thế vương triều. Một đám thân mặc áo giáp chiến sĩ nệnh bước chỉnh tề bộ pháp bốn phía tuần tra vô cùng uy nghiêm. Thanh loan điện. Một dáng người cân xứng nữ nhân chập chờn vòng eo chậm rãi đi vào. Cổng hộ vệ nhau nhau quỳ một gối xuống bái cùng kính nói bái kiến trưởng công chúa. Bên trong cung nữ cũng nhau nhau lễ bái nói bái kiến trưởng công chúa. Nữ nhân chỉ là hướng bọn họ nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục tiến lên. Không đầy một lát, trưởng công chúa liền đem ánh em mờ lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 702 Báo thù, Kim Sơn Nguồn Mê truyện audio com Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web Mới, đổi mới nhanh nhất Không quảng cáo Phải biết, đây cũng không phải là trăm vạn người bình thường mà là tu vi toàn tại hành tinh cấp trở lên cường giả. Một câu, trấn áp trăm vạn cường giả bực này hình tượng, đơn giản, chưa từng nghe thấy. Lâm phàm một đôi mắt, nhàn nhạt liếc mắt khắc lôi bát. Hắn không tiếp tục tiếp tục thực hiện lực lượng để hắn quỳ xuống. Dù sao, đối phương tương lai nói không chừng sẽ còn là mình thân gia. Không tê lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 703 Tiến về yêu giới, tìm cơ hội. Nguồn Mê truyện audio.com Bởi vì yêu giới, hải dương giới cùng Phật giới chiến tranh, khiến cho rất nhiều vũ trụ đều biến đến vô cùng hỗn loạn. Trăng non vũ trụ làm yêu giới đại bản doanh, càng là lộ ra hỗn loạn không chịu nổi. Bào đem gào yêu lông, nhẹ trăng hổ yêu, gào thét chim yêu, dù đã ngư yêu. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều tràn ngập để cho người ta run sợ khí tức. Cũng không trách chúng nó sẽ như thế. Bởi vì, theo yêu, Phật chiến tranh gây cấn, rất nhiều đại yêu tiến vào Phật giới trắng trận đồ sát. Đại Lốt Điên đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 704, đột phá, thánh nhân sinh ra. Nguồn Mê truyện audio com Yêu cung Một đoàn khí thế cường hoành đại yêu, xếp hàng đứng ở phía trước. Có bọn chúng thủ hộ, cho dù là một con ruồi, muốn bay vào đi cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng mà, Lâm Phàm Khâu Tử Thiến cùng Lâm Vũ Luyến, lại là trực tiếp xuất hiện tại trước cổng chính, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Cha, cẩn thận những thứ này đại yêu, bọn hắn rất lợi hại, mà lại, nói không chừng nhận biết ta. Lâm Vũ Luyến thận trọng nói cẩn thận. Ban đầu, khâu tử thiến cùng Lâm Vũ Luyến tất xê lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 705 Thánh chủ vẫn lạc, thiên địa đồng bi Nguồn Mê truyện audio com Lưu luyến ngươi đọc sách lưới, toàn cầu thủ phủ Từ thu được 70 ức cái hồng bao bắt đầu giờ này khác này Cơ hồ toàn bộ sinh linh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh cao lớn Trong ánh mắt, hoặc mang theo hướng tới, hoặc mang theo kích động hoặc mang theo suy đoán. Mà xem như chủ nhân của thân ảnh, Lâm Phàm chính treo tại địa cầu hư không bên trên. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, tràn ngập ở trong hư không linh khí, tự động hội tụ, như là gian hà vào biển, nhau nhau xê lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 706 Thế cục biến hóa, chúc mừng. Nguồn Mê truyện audio com Yêu tộc chi chủ các loại một đám yêu tộc, nhào nhào nước mắt rơi như mưa. Một bộ phận nguyên nhân, là nhận thiên địa ảnh hưởng nguyên nhân trọng yếu hơn thì là thái phách vị này yêu tộc lão tổ vẫn lạc yêu tộc vô số năm qua đều là cường đại nhất tộc đó là bởi vì bọn hắn nội tình phong phú bởi vì bọn hắn có được thánh chủ lão tổ bây giờ nội tình bị người trộm đi trống không lão tổ bỏ mình yêu tộc tương lai nên làm như thế nào vô số hình ảnh tại chúng yêu trong đầu không lốt điên đang tải thêm nội dung nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang chương 707. Thánh chủ lại vẫn, hỗ trợ. Nguồn. Mê truyện audio com Sống lạnh vừa mới thở vào nhẹ nhõm. Một cổ cường hoành giống như là biển cầm nguyền rũ chi lực, điên cuồng vọt tới. Phốc. Sống thất vọng đau khổ đầu một sợ, sắc mặt ửng hồng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đầu tiên là quể oải một chút. Sau đó, cả người trở nên điên cuồng vô cùng. Thân hình khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ, không ngừng vặn vẹo đón lấy, hắn nhìn không được lớn tiếng gào thét, đóng. Âm thanh chấn cửu thiên, uy thế vô song. Vô số sinh linh, tại cái này về lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 708 Lại một tôn thánh chủ, đến từ chuyện thần thoại sư nhân vật cừu hận. Nguồn Mê truyện audio com Đón lấy, Lâm Phạm lại cùng Lý Khắc tiến hành linh hồn câu thông, đem tu vi tăng lên tới vũ trụ 5 tầng, đồng thời đem thánh chủ cấp hỏa hệ công pháp truyền thụ ra ngoài nhanh chóng tăng trưởng tu vi, lại thêm cao siêu thiên phú, nhất cử để lý khắc tại hỏa thần cung địa vị càng thêm vững chắc. Những chuyện này, Lâm Phàm chỉ là tiện tay vì đó, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tiếp tục bắt đầu cuộc sống nhàn nhã của mình. Lâm Phàm nhàn nhã, có ít người thì là giống chó nhà có tan lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 709 Biến hóa, thông tính Nguồn Mê truyện audio.com Lâm Phàm vội vàng đem lực chú ý đặt ở hệ thống bản bên trên. Bồ đề. Tu Vi không biết. Bởi vì ngươi chú sát thái phách cùng sóng lạnh, cũng đem sự tình giá họa cho bồ quả, từ đó đối ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt cừu hận giá trị vì hai khỏa tinh. Gặp đây. Lâm Phàm trong lòng lại là bỗng nhiên nhảy một cái. Tu Vi không biết. Không hổ là chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật. Cho nên, thánh chủ không phải tu vi cao nhất người tu luyện. Lâm Phàm trong lòng vội nói, Bồ đề đã biết lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 710 Phong vân biến hóa, thực lực tăng trưởng Nguồn Mê truyện audio com Hắn, Lý Thiên Diệu, vì Long Hổ Tông bỏ ra cuộc đời của mình. Trong lòng của hắn, Long Hổ Tông so mạng của mình còn trọng yếu hơn. Nhưng mà, hiện tại, có lẽ không được bao lâu, Long Hổ Tông liền muốn không tồn tại nữa. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhưng, hắn lại không được không làm như vậy ra lựa chọn. Bởi vì, so với chết, hắn càng không muốn Long Hổ Tông chúng đệ tử gặp nạn. Lúc này, một cổ ý năng lượng màu xanh lam, từ đằng xa bay tới, cũng ngưng tụ thành một đoàn đầu cá tê lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 711 Riêng phần mình thu hoạch, diệt thế kim liên Nguồn Mê truyện audio.com Ban sơ trường bào nam tử, cũng không hề để ý lâm phàm dù sao, thời gian pháp tắc mặc dù hiếm có. Nhưng, cũng không cũng không phải là không có. Bất quá, theo không ngừng tiến lên, trường bào nam tử nguyên bản bình thản trên mặt, dần dần nhiều hơn một vòng vẽ kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện đằng sau người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối cùng ở sau lưng mình. Mà lại, biểu lộ vô cùng nhẹ nhõm. Bộ dáng kia, đơn giản tự như là giữa khu rừng đường nhỏ bên trong tảng bộ đồng dạng. Phải biết. Lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 712: Diệt thế chi lực, thu hoạch. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thủy thần cung. Mã Chinh ngồi xếp bằng, hắn cố gắng tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng, ánh mắt của hắn lại là vô cùng bối rối, căn bản là không có cách nhập định. Thật sự là, trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, để trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Mã Chinh. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Mã Chinh đầu tiên là sững sờ, sau đó, trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu vẻ kích động. Hắn gấp vội cung kính quỳ nằm trên mặt đất lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 713 Bảo Châu, tìm kiếm Nguồn Mê truyện audio com Không tệ Nào chỉ là cũng không tệ lắm Diệt thế chi lực, thánh vương tinh, mảnh vỡ đại đạo Cái này cái nào một kiện đồ vật không phải chí bảo Đổi một người, tuyệt đối cao hứng không thể tự kiềm chế Lâm Phạm lại nhìn một chút thể nội viên kia từ diệt thế kim liên dung hợp kim châu, sau đó, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất, mau chóng đạt được đột phá, từ đó triệt để thoát khỏi như bồ đề các loại khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhưng mà, có đôi khi cũng lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 714 Hỏa Linh Bí Cảnh, Thiên Hồn Châu Nguồn Mê Truyện Audio.com Năm tháng dài dằn dặc thoáng qua 10 năm bây giờ hỏa thần cung, thủy thần cung, nó thế lực không thể bảo là không lớn. Bọn hắn tự như hai cái siêu cấp máy móc, một khi vận chuyển lại, cho dù là trong biển rộng một cây châm, cũng có thể dò xét đến tin tức tương quan. Một ngày này, đang ở tại trạng thái tu luyện Lâm Phàm, trong đầu đột nhiên vang lên một trận tiếng hô hoáng. Chủ nhân. Lâm Phàm hơi cảm ứng, biết đây là Lý Khắc đang gọi mình. Thế là, đối triển khai linh hồn câu thông. Lý Lốt Điên đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang chương 715 Trợ giúp, trị liệu Nguồn Mê truyện audio com Những bảo vật này, đối Lâm Phạm tới nói, căn bản không có tác dụng gì. Nhưng, Lâm Phạm vẫn là tất cả đều thu vào. Đồng thời, trong lòng đối khen hảo cảm càng nhiều hơn mấy phần. Lâm Phạm nhìn ra khen nóng nảy trong lòng, quyết định thuận tay giúp hắn một chút. Thế là, hải lượng tinh thần lực, lần nữa hướng bốn phía khuếch tán. Không bao lâu, hắn liền đem lực chú ý đặt ở một viên toàn thân tử sắc, tràn ngập từng tia từng tia linh hồn chi khí trái cây bên trên. Tại Lâm Phàm bất động thanh xá lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 716 Bảo Châu, Hạ Lạc Nguồn Mê truyện audio com con Ken nói những lời này thời điểm, con mắt nhìn chầm chầm vào Lâm Phàm trong giọng nói có một vẻ lo âu cùng thấp thỏm. Bởi vì, hắn không biết Lâm Phàm đến tột cùng cùng Hải Thiên Các là quan hệ như thế nào. Cũng không biết Lâm Phàm đến Hải Thiên Các đến tột cùng cần làm chuyện gì. Lâm Phàm một chút liền biết Ken suy nghĩ trong lòng. Cười nói. Yên tâm đi, ta cùng Hải Thiên Các không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bên trong có một kiện thứ ta muốn mà thôi. Về phần, bọn hắn các chủ, cũng ca lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 717 Hỗ trợ, cảm tạ Nguồn Mê truyện audio com Một chỗ trên sơn đạo Một đoàn người hốt hoảng chạy trốn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoảng. Chạy mau nhanh lên. dáng người hơi tốt nữ nhân, không ngừng thở nói. Ta. Ta sắp không được, các ngươi chạy trước đi. Nói mọi gì đâu. Tranh thủ thời gian chạy. Ta tới giúp ngươi. Ta cũng đến giúp đỡ. Bên cạnh mấy người nói chuyện ở giữa, nâng lên nữ nhân liền hướng phía trước tiếp tục chạy. Nhưng, cũng đúng là bọn họ đang khi nói chuyện, đằng sau một đám người áo đen đã truy chạy lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 717 Hỗ trợ, cảm tạ nguồn mê truyện audio com một chỗ trên sơn đạo một đoàn người hốt hoảng chạy trốn khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoảng chạy mau nhanh lên dáng người hơi tốt nữ nhân không ngừng thở nói ta ta sắp không được các ngươi chạy trước đi nói mọi gì đâu tranh thủ thời gian chạy ta tới giúp ngươi ta cũng đến giúp đỡ bên cạnh mấy người nói chuyện ở giữa nâng lên nữ nhân liền hướng phía trước tiếp tục chạy nhưng cũng đúng là bọn họ đang khi nói chuyện đằng sau một đám người áo đen đã truy chạy lốt điên đang tải thêm nội dung nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang chương 718 hệ thống cường đại nguồn mê truyện audio com thanh diện vương cùng đoạt mệnh xong hung thú trố mắt nhìn nhanh chóng rút ra vũ khí trong tay làm xong tùy thời công kích chuẩn bị âm âm nhưng bọn hắn còn không có tiến hành bước kế tiếp động tác ba người giống như lúc trước người áo đen tất cả đều bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm lớn máu tươi, triệt để không có âm thanh. Tỉnh. Toàn bộ hiện trường, lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Giang hiểu nguyệt đám người, há to mồm, có vẻ hơi ngu ngơ. Đây chính là trên thiên bản thanh lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang. Chương 719 Chấn Kinh, ủng hộ Nguồn Mê truyện audio com Phải biết Huyết khô lâu phi thuyền vũ trụ đều là cấp S cho dù là vương cấp không, cho dù là đế cấp cường giả muốn phá hủy, cũng cần tốn hao một chút công phu. Kết quả, một chỉ. Lâm Phàm chỉ là tùy tiện một chỉ. Cả chiếc phi thuyền, cùng trong phi thuyền tất cả mọi người đều hóa thành hư vô. Đây quả thực, không thể tưởng tượng. Hô. Một trận gió nhẹ lướt qua. Lâm Phàm biểu lộ từ đầu đến cuối nhẹ nhõm lạnh nhạt. Cái này cũng bình thường. Dù sao, lấy Lâm Phàm thực lực hôm na lốt điên, đang tải thêm nội dung, nếu đợi quá lâu xin vui lòng tải lại trang.